phén đó, đó cả nhà. À, thì đó, anh chị nào ở xa quê hương thì nhìn lại cái tóc phén này đó, ngày ngày xưa đó, xưa thật là xưa. Ồ, có nhịp này cả nhà ơi, hấp dẫn không? Con ăn mọt không hay là vừa ăn thôi? Vừa ăn cái gì? Dạ, hấp dẫn quá. Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là em đang đứng ở góc đường Minh Phụng nha cả nhà, với đường Hậu Giang. Đây, đường Minh Phụng và đường Hậu Giang này cả nhà. Thì em phát hiện một cái gánh xôi cũng cực kỳ là hấp dẫn nha cả nhà. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Dạ, con chào cô. Ồ, gánh xôi hấp dẫn quá. Dạ. Cô tăng trang lên cho con. Dạ. Cô chưa có tăng trang, nó không có đẹp. Dạ, ok cô. Dạ, ô, gánh xôi của cô này khá là hấp dẫn cả nhà ơi. Khá là hấp dẫn, nhìn cả nhà nhìn ghiền không? Cái này là số mặn hả chị? Dạ, số mặn á. Hấp dẫn quá. Hiện tại là mình có mấy lò xôi chị? Dạ, 4 lò. 4 lò xôi hả? Dạ, hấp dẫn quá. Đây là cái gánh xôi nè cả nhà ơi. Cuộc sống Sài Gòn TV. Em đi ngang qua và em phát hiện ra cái quầy xôi này nha cả nhà. Thì nhìn là khá là hấp dẫn. Rồi. Nhìn đã không? Cái xôi này làm lạ quá chị hả? Một ngày là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị ha? 4 giờ mấy em bán tới 11 giờ mấy. Hết ngày nào nghỉ rồi đó. À. 4 giờ mấy là tới 11 giờ mấy là dạ. Hết ngày nào, hết giờ nào là nghỉ ngày đó phải không? Dạ. Dạ. Ê ơi, cái nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Một gánh xôi rất là đặc biệt, rất là ngon nha cái nhà. Nhìn hấp dẫn lắm. Cái này là ba má con hả chị? Mình là quê Sài Gòn luôn hả chị? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Mình bán gánh xôi này là được bao lâu rồi? Em bán hả? 30 mấy năm ở đây rồi. 30 mấy năm ở đây hả? Dạ. Ồ, hấp dẫn quá. Ủa chị, còn đây là xôi gì? Dạ, cốm dẹp anh. Dạ? Cốm dẹp, cốm dẹp. À, cốm dẹp hả? Wow, nhìn hấp dẫn không cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái gánh xôi này không? Khá là hấp dẫn nha. Những hình ảnh và rất là tuyệt vời. Các anh chị, cô chú, Việt Kiều, phương xa, xa quê hương. Nhìn lại cái... Đây là pho bánh. Ồ, cái đó là gì vậy chị? Đậu à? Ôi, hấp dẫn quá. Nè, nhìn cô. Khá là hấp dẫn. Ủa vậy nè, bán bao nhiêu năm rồi vậy? 30 mấy năm đây. 30 mấy năm ở đây hay gì? Dạ. Wow, cả nhà nhìn này. Khá là ngon cả nhà. Cái này là xôi gì gì ha? À, cái đó kia xôi giò. Xôi giò. Xôi giò, dạ. Đây là nếp thang. Ôi, dạ. Cái này. Dạ, lấy nếp thang, dạ. Cả nhà ghé ngay chỗ góc đường Minh Phụng nè cả nhà. Đường Minh Phụng nha cả nhà, với đường Hậu Giang. Thì cô bán là từ 4 giờ rưỡi là bắt đầu đã bán nha cả nhà. 4 giờ rưỡi là bán. Ồ, khá là hấp dẫn. Ôi, đây là gà. Đây là gà này cả nhà ơi, hấp dẫn không? Không cô. Mua ngói ra. Anh cô. Cái gì vậy? Dạ, sao ơi? Vô trong này chỉnh cái điện thoại cái là. Dạ. Mua đây sao chụp hình, mới chụp hình nha. Mua đây cô. Các bạn phải chụp hình. Dạ. Wow, sao thật. Là đường phố Sài Gòn mà cô. Dạ. Khá là ngon nha. Giới thiệu cho mọi người để mọi người biết. Hấp dẫn quá. Cái hàng này.
Nữa cuộc sống Sài Gòn TV với anh Hiệp lang thang nha cả nhà. Hai anh em sẽ thưởng thức bún xôi. Hấp dẫn. Thôi bao nhiêu tiền các bạn? Dạ, 15-20 anh. À 15-20 ngàn à, một hộp xôi. Tùy vào mình mua thôi nha cái nhà. 15-20. Một hộp xôi mặn. Wow, xôi mặn sao mà có hương vị gì mà làm sao thấy hấp dẫn quá chị? Cái này là đặc trưng của gia đình em. À, đặc trưng của gia đình hả? Dạ. Nguyên liệu của nó là gì vậy chị? Dạ, cái nguyên liệu là có công thức của mẹ em. À, ồ, hàng gì mà thấy đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là cái bí quyết. Dạ. Nhìn hấp dẫn lắm. Trời ơi, được vlog rồi, cuộc sống Sài Gòn TV. Chị gái hot girl luôn nè, bán xôi. Không có hot nổi em. Không hot nổi hả? Vui lắm. Đủ thứ rất là ngon cả nhà. Trời ơi. Hấp dẫn quá. Cả nhà ghé góc đường Minh Phụng, Hậu Giang nha cả nhà. Thì thưởng thức món xôi này đi. Hấp dẫn lắm. Đây những món ăn ngon của cuộc sống Sài Gòn. Các anh chị, cô chú, Việt Kiều, vương xa xa quê hương nhìn lại cái gánh xôi này thì cảm thấy đỡ nhớ nhà cũng như là họ ẩm thực đường phố Sài Gòn. Em ghi nhận lại cho cả nhà để thấy được cái gánh xôi cực kỳ là ngon và hấp dẫn nha. Hấp dẫn quá cái nhà ơi. Khách tới là khá là tấp nập. Dì là ở gần đây không dì? Gần đây không? Dạ. Dì tên gì dì? Tên Hoa. Tên Hoa hả dì? Dạ. Dì Hoa bán được cái gánh xôi này là được mấy chục năm rồi nha cả nhà. Mấy chục năm là được mấy chục năm dì? 30. 30 năm á hả dì? Dạ, được 30 năm. Hiện tại là dì truyền lại cho con gái nè cả nhà ơi. Hai con gái nha. Bánh dừa nha các bạn. Bánh dừa là này. Bánh dừa rồi cái này là gì vậy? Bánh da lợn. Da lợn, bánh này. Khoai mì. Đậu xanh. Đậu xanh. Ồ, hấp dẫn quá. Một cái là bao nhiêu em? Dạ, một cái là 7.000, ba cái 20. À, một cái là 7.000, ba cái 20 nha cả nhà, cùng với gánh xôi nè. Khá là hấp dẫn. Nhìn gánh xôi này rồi ghiền luôn cả nhà ơi. Cái gánh xôi trời ơi hiền nha cả nhà.
có sầu giò. Đặc biệt cái nhà nhìn sâu không? Khá là đặc biệt luôn. Khách đến này cũng khá là hấp dẫn nha cả nhà. Con ăn ngọt không hay là vừa ăn thôi? Vừa ăn thôi gì? Dạ, hấp dẫn quá. Có cái ghế này nè. Đâu có ăn sôi mặn đâu mày. À, anh kia ăn sôi sôi ngọt, con ăn sôi mặn. Đó, cứ bên là để ba à. Ba hộp. Con quê hương thì nhìn lại cái tóc phén là đó, ngày xưa đó, xưa thật là xưa. Ba mặn một cái thang không? Mấy giờ dọn ra em? Dạ 4 giờ mấy tiếng. Các bạn thấy ngôi sao khói lên người càng nút không? Xưa là mấy gì bán hả? Xưa thì là người lớn. Dạ. Cho nên là mấy anh chị nào mà ăn quen là ăn lâu rồi là sẽ biết về. Dạ. Mấy anh chị nào sao quen đây cái gì? Dạ. Đây là bún xôi nè. Ngã tư giữa con đường Hậu Giang với đường Minh Hùng thì anh chị lại nhớ lại bánh xôi khu vực. Wow, hấp dẫn không cả nhà ơi. Qua. Đây là bốn dẹp nè, xôi nếp thang nè, xôi cái này là xôi gì em? Sao giò nè và sao mặn nha, hấp dẫn lắm, khá hấp dẫn cái nhà ơi. Cuộc sống Sài Gòn TV sẽ review 4 món xôi ở đây nha cái nhà. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Bây giờ em sẽ xin kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Em sẽ review có món 4 món xôi nha cả nhà. Một cái bánh xôi tại góc đường Minh Phụng ngã tư đó, Minh Phụng Hậu Giang. Khá là hấp dẫn nha cả nhà. Đem lại.